À, ok, chào bạn, chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình thì... Rồi, thì bây giờ mình sẽ quay trở lại và tiếp tục hôm nay với cái trò chơi Ngọc Dấu Online cùng mình Thì lúc nãy mình chỉ đùa anh em một tí thôi Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái nick chill rồi nhá Nick chill của Đào Quân Nick uh, chill, siêu, siêu nhân cấp 1, sức mạnh 14 triệu đây cái này là Đào Quân chỉ cho mình mượn thôi Chứ không phải là cho hẳn Thế nên là anh em đừng có lo là mình Sẽ Đói. Mình sẽ Được Đào Quân cho cái nick này Chỉ cho mượn thôi Ok và à ta VIP luôn này Avatar VIP Wow Sự đánh 30.000 Kinh thật rồi cởi giáp lại tập ra chắc sắp mặt 57.000 nghìn mình đang uh, đội avatar ấy anh em đang tưởng mình là đào quân đấy ok đợi mình tự mình vào xem cải trang cải chung có, có cải trang nó ngon không cải trang Brock này cải trang bóc này frost này à, cải trang dracula à, cải trang đưa cho đệ tử mặc rồi à mình đang mặc cải trang Jadrat mà về đấy ok rồi thì hôm nay mình muốn qua nick này để có thể review cho anh em cái sự kiện mùng tám tháng ba mà đang diễn ra rồi có ông ee -E là ông gì đây Mình đeo vô hình rồi Rồi Đệ tử Trạng thái Về nhà và bây giờ mình sẽ qua review cho anh em nick mùng 8 tháng 3 nhá Mùng 8 tháng 3 thì cái sự kiện mùng 8 tháng 3 nó rất là đa dạng Và mình vừa mới biết được sao Nên là mình sẽ làm clip ngay cho anh em đây Thì thứ nhất đó là sự kiện tặng hoa nhận cải trang thì uh, khi bạn tham gia đánh quái sẽ ngẫu nhiên rơi một bông hoa, tích những bông hoa và mang đến tặng Bulma tại làng Aru, đây, làng Aru đây. Đó. Thì chúng ta sẽ được một cái cải trang nữ tùy vào số lượng hoa mà bạn có nhé. Ngoài ra thì uh, Satan cũng có bán những cải trang này và các cải trang đổi từ hoa có hạn sử dụng là 30 ngày. Các cải trang mua tại Satan có hạn dùng vĩnh viễn nhưng chỉ bán duy nhất trong thời gian sự kiện. Thì uh, kết thúc thì cũng không bán nữa, bây giờ mình sẽ qua mình sẽ sử dụng viên xua đặc biệt để qua đảo cam mê để chúng ta có thể xem những cái cải trang này nhá. Rồi, chúng ta đã qua đảo cam mê rồi. Đó. Broly luôn này. Đây. Đảo cam mê. Thì mình sẽ xem một chút cải trang mới nhá. quá sao không được ta? Ok và mình không hiểu sao mà nick của đào quân lại không làm được bấm vào cửa hàng Santa thì nick của mình lại bấm được <laughs> Ok thì chúng ta sẽ Santa thì cái cửa hàng của ông ấy vẫn như bình thường khi ở phần đặc biệt đó Ui. vẫn ở phần đặc biệt Ok Ô sợ giáp luyện tập khác nhau à một cái 30 ngọc 300 ngọc 3.000 ngọc một cái mua vàng Ok cửa hàng mới đây có rất nhiều cải trang mới cải trang cũ thì uh, chắc anh em cũng biết hết rồi Frieza này. đó ông nào đây buzin có 7 ngày thôi mấy cái này có 7 ngày thôi đó tự đội sát thủ cái này có 30 ngày thôi à những cái cải trang này thì chắc anh em cũng đã biết rồi anh em chơi ngọc rồng lâu năm cũng biết rồi đó có rất nhiều cải trang luôn. Ở đây có cả Vegeta Blue, đào quân có đây các trang say ra. Đây là K3. Osmothoman. Got Gatan. Dr Slum. Đó, số 1, số 2 các thứ đây. Nó rất nhiều. Nhưng mà đây, hôm nay mùng mù 8 tháng 3 thì các có, có những cải trang mới, đó là cải trang uh, Sarah Mother, sức đánh 8%, HP cộng 8, Ki cộng 8, giáp cộng 8. Cải trang Sara, đây là mẹ của Sara, đây là Sarah Mình không biết là Sarah là ai. Mình chỉ biết những nhân vật này thôi. Pan, Pan là cháu nội ở Guku. Cải trang sức đánh 12%, HP 12, Kim 12, Giáp 12. Cải trang tiếp theo là cải trang số 21, cái con này là cái con mà nó khá giống Mabu phiên bản nữ và nó có xuất hiện ở trong Rumble Fighter Z mà mình đã chơi. Đó. Tiếp theo cải trang Muscular Lady, cô nàng lực lưỡng 16%. Mình cũng không biết đây là ai. Đây, người này mình biết cải trang cauliflower 18%, 18%. Super Shajan 2 cauliflower. Đó, còn đây là nàng tiên cá thì mình có thấy cái clip của anh em review trước cái nàng tiên cá là rồi thì nó sẽ cưỡi một cái đám mây màu vàng. Rồi. Và thêm nữa là cái sự kiện Ủa đây đây bà lão đây này, này. Và thêm nữa là cái sự kiện này nó có một uh, cái đó là đánh quái để ra Đánh quái để ra hoa nhưng mà mình không biết là đánh quái đến bao giờ để ra hoa, thế nên là mình cũng không thể bắt anh em xem khoảng 2 3 tiếng để thấy một bông hoa rơi ra được. Rồi ok, thì coi như đó là phần review về cái sự kiện mùng 8 tháng 3 sắp à, đang diễn ra đang diễn ra. Và nó đang có ít đôi kinh nghiệm thì phải. Thì thấy anh em thi nhau up đệ tử các thứ. Rồi, thì để ủng hộ mình làm tiếp clip tiếp theo thì các anh em đừng quên nhấn like, comment ở phía dưới và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Và tạm biệt anh em nhé. Hello và xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Game Action Thì hôm nay mình muốn giới thiệu cho anh em một cái nick bán ngọc rồng online tự động Bán nick ngọc rồng online tự động của một người bạn của mình Đó là Hero, chắc hẳn anh em cũng đã biết Hero là ai Hero là một Youtuber và là bạn của Đào Quân cũng như là bạn của mình Và cũng đã giúp đỡ mình trong suốt thời gian mình chơi ngọc rồng online Và hôm nay thì mình mang đến cho anh em cái nick shophero tự động.com và mình sẽ để uh, ngay cái link này dưới phần mô tả và khi anh em nếu mà anh em nào không có thời gian mua nick à không có thời gian mà uh, chơi thì anh em muốn có một cái nick thì anh em có thể truy cập vào ngay vào hero tự động.com để anh em có thể mua được những cái nick vừa với giá tiền của mình và vừa với ý của mình trên đây là nick uh, trên đây là cái uh, trang web hero tự động.com một trang web uh, shop uh, bán ngọc nick ở ngọc dòng online đó thì uh, ở đây có tất cả những cái uh, đầy đủ từ trang chủ tin tức Facebook admin kênh YouTube cho đến nạp thẻ nhanh thì uh, anh em có thể nhìn ngay dưới đây. Đó. Kéo xuống đây là một loạt cái nick đã được bày bán sẵn. Hiroboy đây là cái nick. À, okay, okay. Đó, đây là cái trang uh, YouTube của Hiro. 51.000 subscribe và cũng là à, một okay, người mà giúp okay. đỡ mình rất là nhiều. Đó, bạn có Đào Quân. Rồi. Thì uh, đây có trang chủ thì uh, giao diện thì cũng ok. Ở đây có lên phần là lọc theo giá, giá dưới 50.000, giá dưới 100, giá dưới 300, giá dưới 500, giá dưới 1 triệu và giá trên 1 triệu. Đó, hành tinh 5x xảy ra và trái đất, máy chủ đủ 7 máy chủ luôn. Và chọn loại thẻ đây. Đó, nhập mã thẻ, nhập sơ đi, nạp thẻ. Khi mà nạp thẻ, chúng ta có tiền, chúng ta có thể mua sắm những cái đích online này và 100% uy tín. Khi mình đã giới thiệu shop nào thì shop đó 100% uy tín. Và đó là người bạn của mình, thế nên mình mới giới thiệu. Ok thì ở đây có những cái đích ví dụ như là hành tinh 5x này đó hành tinh 5x 4 sao Ok mình thử xuất thử hành tinh trái đất giá dưới 100.000 vũ trụ 4 sao thử tìm kiếm xem đó có một cái đích 4 sao hành tinh trái đất thông tin đăng ký ảo đó bấm vào đây 70.000 thôi chúng ta sẽ xem chi tiết cái nick này cái tích này có áo len pico quần vải pico găng len pico Giày nhựa pico radar cấp 1 đó có cả một đệ tử sơ cấp với Giá là 168 Ok, chiêu đấm Dragon Ok, các thứ Mua bằng thẻ cao siêu rẻ Thì chúng ta chỉ mất có 56.000 thôi Và nếu mà mua ngay thì chúng ta mất 70.000 Vậy là chúng ta cần một cái thẻ 50 và một cái thẻ 70 À, một thẻ 20 Ok, quay trở lại với cả shop hero tự động com Thì uh, anh em có thể tìm những cái nick cực kỳ VIP Ví dụ giá trên 1 triệu Hành tinh xây ra đi Máy chủ 6 sao Tìm kiếm xem nào, đó Hành tinh xây ra ở đến nick 5x mà. Chúng ta xem lại nha. Hành tinh say ra. Là trên một triệu. Máy chủ một sao đi. Vậy là không có nick nào rồi. Nghĩa là anh em có thể tìm kiếm tìm kiếm những cái nick mà anh em ưng ý với phụ thuộc giá tiền mà anh em có. Đó. Đây bốn sao không có. Dưới 1 triệu xem. Thử chúng ta thử trái đất nhá. Một sao. Đó, có bốn nick đất này, đây Chúng ta sẽ thử vào xem nick này có giá 400.000 1 triệu rưỡi 1 triệu 6 Và cũng 1 triệu sáu luôn Để mình xem thử cái nick này nha Cái nick này, trái đất Sức mạnh 30 tỷ Sức mạnh của đệ tử 22 tỷ Thần xây ra các thứ Cải trang Bulma luôn Chiêu đấm dragon Kamezoko Thái dỡ sát Một cái nick khá ngon đối với giá tiền 1 triệu 500 Và được fix 300.000 khi bấm mua bằng thẻ cao số rẻ Thế nên là anh em nên uh, lựa chọn cái shop này Và ủng hộ cho Hero Boy để, uh, có thể uh, bán được nhiều đích hơn Và năm mới cũng chúc anh em uh, vui vẻ Và tràn đầy hạnh phúc bên người thân nha Hello và xin chào anh em Chào mừng anh em quay trở lại với Game Action Thì hôm nay mình muốn giới thiệu cho anh em Một cái nick bán ngọc dòng online tự động Bán nick ngọc dòng online tự động của một người bạn của mình Đó là Hero Chắc hẳn anh em cũng đã biết Hero là ai Hero là một Youtuber và là bạn của Đào Quân Cũng như là bạn của mình Và cũng đã giúp đỡ mình trong suốt thời gian Mình chơi ngọc dòng online Và hôm nay thì mình mang đến cho anh em Cái... Uh, shophero -tự .com và mình sẽ để uh, ngay cái link này dưới phần mô tả và khi anh em nếu mà anh em nào không có thời gian mua nick à không có thời gian mà uh, chơi thì anh em muốn có một cái nick thì anh em có thể truy cập vào ngay vào shophero -tự .com để anh em có thể mua được những cái nick vừa với giá tiền của mình và vừa với ý của mình trên đây là nick uh, trên đây là cái um, trang web shophero -tự động .com một trang web uh, shop uh, bán ngọc nick ở ngọc dòng online đó thì ở đây có tất cả những cái đầy đủ từ trang chủ tin tức Facebook admin kênh YouTube cho đến là thẻ nhanh thì anh em có thể nhìn ngay dưới đây đó kéo xuống đây là một loạt cái nick đã được bày bán sẵn Hero Boy đây là cái nick đó đây là cái trang YouTube của Hero 51.000 subscribe và cũng là một người mà giúp đỡ mình rất là nhiều đó bạn của đào quân rồi thì đây có trang chủ thì uh, giao diện thì cũng ok ở đây có lên phần là lọc theo giá giá dưới 50.000 nghìn giá dưới 100 giá dưới 300 giá dưới 500 giá dưới một triệu và giá trên một triệu đó hành tinh năm x xây ra và trái đất máy chủ đủ 7 cái chủ luôn và chọn loại thẻ đây đó nhập mã thẻ nhập sơ đi nạp thẻ khi mà nạp thẻ chúng ta có tiền chúng ta có thể mua sắm những cái đích online này và 100 uy tín khi mình đã giới thiệu shop nào thì shop đó 100 phần uy tín và đó là người bạn của mình thế nên mình mới giới thiệu ok thì ở đây có những cái nick, ví dụ như là hành tinh Nam X này. Đó, hành tinh Nam X. 4 sao, ok, mình thử search thử hành tinh trái đất. Giá dưới 100.000. Vũ trụ, 4 sao. Thử tìm kiếm xem, đó, có một cái nick. 4 sao, hành tinh trái đất, thông tin đăng ký ảo. Đó, bấm vào đây, 70.000 thôi. Chúng ta sẽ xem chi tiết cái nick này. Cái nick này có áo len Pico, quần vải Pico, găng len Pico. giày nhựa Pico, radar cấp 1. Đó, có cả một đệ tử sơ cấp. Với... Giá là 168 Ok, chiêu đấm Dragon Ok, các thứ Mua bằng thẻ cao siêu rẻ Thì chúng ta chỉ mất có 56.000 thôi Và nếu mà mua ngay thì chúng ta mất 70.000 Vậy là chúng ta cần một cái thẻ 50 và một cái thẻ 70 À, một thẻ 20 Ok, quay trở lại với cả shop tự động.com Thì uh, anh em có thể tìm những cái nick cực kỳ VIP Ví dụ giá trên 1 triệu Hành tinh xây ra đi Máy chủ uh, 6 sao Tìm kiếm xem nào, đó Hành tinh xây ra ở đến nick nào mất mà chúng ta xem lại nha hành tinh say ra là trên một triệu máy chủ một sao đi vậy là không có nick nào rồi Nghĩa là anh em có thể tìm kiếm tìm kiếm những cái nick mà anh em ưng ý với phụ thuộc giá tiền mà anh em có đó. Đây bốn sao không có dưới một triệu xem thử ừ, chúng ta thử trái đất nhá một sao đó có bốn nick Trái đất này, đây Chúng ta sẽ thử vào xem, nick này có giá 400.000 1 triệu rưỡi, 1 triệu 6 Và cũng 1 triệu 6 luôn, để mình xem thử cái nick này nha Cái nick này, trái đất Sức mạnh 30 tỷ Sức mạnh của đệ tử 22 tỷ Thần xây ra các thứ, cải trang ma luôn, chiêu đấm dragon, kamezoko, thái dỡ sát Một cái nick khá ngon đối với giá tiền 1 triệu 500 Và được fix 300.000 khi bấm mua bằng thẻ cao số rẻ Thế nên là anh em nên uh, lựa chọn cái shop này Và ủng hộ cho hero boy Để... Uh, có thể bán được nhiều đích hơn và năm mới cũng chúc anh em vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc bên người thân nha